Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Sao? Người? Tại hạ Lạc Trần, không biết lão tiên sinh muốn hỏi gì? Lạc Trần, những gì, lão tiên sinh muốn nói gì? Ta tên là Lạc Trần thật mà. Lão phải nhìn cho kỹ đó. Lão đừng có mà bắt nạt ta, phía trên ta có người đó. Không có gì được được, người là Lạc Trần. Rồi, đa tạ lão tiên sinh. Tiểu niên, chúng ta trao đổi linh ấn đi, đừng để đến lúc đó lại bị lạc nhau. Sao tiểu tổ tông này lại chạy tới chỗ của mình thế này? Hy vọng là không xảy ra loạn lạc gì. Đúng là to gan, lại dám động đến linh nộ giả. Đúng là không coi cung khung ta ra gì. Viện trưởng nhất định là phải điều tra rõ chuyện này. Hành vi to gan lớn mật như thế là đang khiêu chiến uy nghiêm của Thương Khung Cung chúng ta. Bất luận là chúng có âm mưu gì, nếu chúng đã bắt cóc linh nộ giả thì mục đích của chúng chắc chắn là liên quan đến linh nộ. Trước mắt không thể nào truyền tin này ra ngoài để tránh bạo loạn xảy ra. Thương Khung vệ, viện trưởng Vũ Hàn, ta cần ngươi âm thầm vào linh nộ điều tra chuyện linh nộ giả bị bắt cóc. Ta luôn có cảm giác chuyện này không đơn giản. Vũ Hàn lĩnh mệnh. Nhưng mà ngươi cũng phải chú ý an toàn, cố gắng hết sức bí mật tiến hành điều tra. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta không biết ăn nói với cha mẹ của ngươi thế nào đâu. Giao đấu với người khác tất sẽ có lúc lỡ tay, gia gia sẽ hiểu. Viện trưởng không cần phải quá để tâm. Ngươi nói không quan tâm là không quan tâm hay sao? Nhỡ gia gia của ngươi nổi giận thật thì Thương Khung Cung không gánh nổi. Dù sao thì ngươi cũng cẩn thận, một khi điều tra ra điều gì đó thì phải ưu tiên truyền tin về. Ta sẽ tự xử lý. Dạ. Ơi, tới rồi sao? Đây chính là linh nộ. Đây chính là linh nộ hay sao? Chắc là nó rồi. Ở đây muốn vận chuyển linh lực quả nhiên là tốn sức hơn ở ngoài nhiều. Quả nhiên, tốc độ vận chuyển của linh lực chậm hơn một chút rồi. Như thế thì tiêu hao sẽ càng lớn hơn. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Để ta xem bản đồ trước đã. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo hướng này là có thể ra khỏi cánh rừng này. Nhưng đường cũng khá là xa đó, phải tốn một chút thời gian. Nếu còn xa thì chi bằng chúng ta ăn cơm trước đi thế nào? Giá hỏa này đúng là đồ tham ăn chính hãng mà. Yên tâm, tôi đói không kém gì cậu đâu. Đi ra khỏi đây rồi tính. Đã đi nửa canh giờ rồi cũng không gặp được con hung thú nào hay sao? Xem ra linh nộ này không nguy hiểm như họ nói. Chẳng phải đã nói ở đây bố trí đầy hung thú hay sao? Đây là cái gì? Nó là huyết nang. Cậu cũng đen đủi thật đó. Thực lực của con huyết nang này chắc là tương đương với linh luân cảnh cao thủ. Vừa hay nằm trong phạm vi mình có thể ứng phó được. Thế thì dùng ngươi để luyện tay vậy. Eo của con sói là chỗ yếu hại của nó. Chính là lúc này. Trong bộ dạng thì hình như là chết thật rồi. Một kích đã có thể giết chết được nó. Cũng may mà nhờ có kiểu uyên giản. Sao lại có thêm hai con nữa? Chết rồi đây. Thế nào, tôi lợi hại chứ? Trong linh nộ chỗ nào cũng là nguy hiểm. Lợi hại. Ngươi không được nơ là mất cảnh giác đâu đó. Bây giờ an toàn rồi. Mau lấy linh phù của cậu ra chuyển hóa linh châu đi. Để tôi thử xem. Đây chính là linh châu hay sao? Tổng cộng là có 6 viên. Mỗi người một nửa. 3 viên này là của cậu đó. Sao thế? Hình như có thứ gì đó đang đến gần. Chúng ta lên cây xem. Đây, đó là bầy huyết nàng. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngươi ngốc hay sao? Còn phải hỏi hay sao? Đương nhiên là chạy rồi. Ta thu lại lời đã nói, linh độ này không nguy hiểm mới nạ.
Huyền Châu. Ban Nhược, sao đội của ngươi lại thiếu mất một người? Ngươi nghĩ chúng ta đang diễn kịch hay sao? Làm những chuyện này, chết một hai người có gì là lạ đâu chứ? Chết người đương nhiên là không có gì, nhưng mà nếu khiến cho kế hoạch của chúng ta thất bại thì ngươi sẽ chính là tội nhân đó. Nếu là do ta thật thì ta sẽ tự nhận tội. Đây là vết nứt không gian thông đến Linh Nộ, mau di chuyển, đừng để Thương Khung Cung phát giác ra. Ma Côn, ngươi thật sự đã giết thái tử rồi chứ? Ban Nhược, hoàng tộc nhất mạch đã hoàn toàn bị diệt rồi. Ngươi đừng có mà tâm tư khác nữa, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn cùng chúng ta chấn hưng dòng tộc đi. Còn về thái tử, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu. Đám hoàng đảng các ngươi hãy từ bỏ đi. Ma Côn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cẩn thận. Hoa, đáng ghét, đây là xuyên địa thú, đừng để móng vuốt của nó tóm được. Máu nhìn kìa, trên người của nó chảy rất nhiều máu đen kìa, lùi lại, nó trúng độc rồi, đừng để bị nhiễm phải. Phân tán nhau ra. Đừng nên đó, cẩn thận nó nhào bổ vào người. Vãi, sắp chết đẻ trứng như Ma Vương Bocolo vậy. Nó nhổ ra một quả trứng. Quả trứng đó có linh lực lồng quá. Đó tuyệt đối không phải là quả trứng bình thường. Chúng ta mau đuổi theo đi. Ây, bản thiếu, bản thiếu gia ra tay. Sao ngươi có thể thoát được? Bấy nhiêu đây chắc là đủ rồi. Khương Dịch Niên thực lực chẳng ra sao cả, nhưng được cái chủ nghệ thì khỏi chê. Quả trứng to thế, xem ra hôm nay có thể thêm một món nữa rồi. Tốt quá rồi. Hoa văn thật là đặc biệt, đây chắc không phải là quả trứng bình thường, nói không chừng sẽ rất ngon. Tối nay có thể được ăn thêm một món trứng luộc hoàn toàn từ thiên nhiên rồi. Này, cậu đang làm gì thế? Thêm món? Ý tôi là sao cậu lại ném một quả trứng kỳ lạ vào trong lồ như thế hả? Lấy ra cho tôi. Còn chẳng biết quả trứng này có lai lịch như thế nào, không thể nào ăn bừa được. Đứng mà, tôi nhặt được nó, tôi muốn ăn. Cậu có ý kiến hay sao? Có ý kiến nữa thì sẽ không cho ăn nữa. Không cho ăn nữa? Ấy, coi như cậu giỏi. Trong mắt của gia hỏa này e là không có thứ gì là không ăn được. Đây là trứng của hung thú gì vậy? Quả trứng này nở rồi, sẽ là hung thú gì đây? Có thả lướng ăn rồi. Là một con thỏ con đáng yêu quá. Đáng yêu thế này nhất định là sẽ rất ngon. Không được ăn nó. Sao cậu chỉ biết thế hả? Tiểu gia hỏa này chắc là đói rồi, ăn đi. Cá của ta, ngươi mau dừng lại cho ta. Ơi, hết trơn cả rồi. Đây là cá mà ta vất vả đánh bắt được đó. Đền cá cho ta, để xem ta có lấu ngươi lên không. Khương Dịch Niên, cậu mau buông nó ra, tôi phải lấu nó lên ăn. Được rồi, đừng tức giận nữa mà, tôi đi bắt cho cậu vài con nào được chứ gì. Thôi được. Ơi, không phải tôi khen cậu đâu, chủ nghệ của cậu thật sự là thuộc đẳng cấp chí tôn đó. Sao thế, có người tới gần. Này, các ngươi muốn làm gì? Tại hạ Lữ Mặc. Một quả trứng vàng mà bọn ta có được rơi xuống hồ nước. Bọn ta đi dọc theo hồ tới đây, không biết hai vị có nhìn thấy hay không. Quả trứng là của họ. Lỡ rồi, chắc chính là con tiểu thú ở trong tay hắn. Trông bộ dạng chắc là một dị chủng, giá trị không nhỏ, có thể bán với giá cao. Hai vị giao tiểu thú kia ra đi, thế thì ta sẽ không tính toán với hai người. Ngươi nói con tiểu thú này là của ngươi, ngươi gọi nó một tiếng xem nó có đáp lại hay không. Nói như thế tức là hai vị không định giao ra rồi. Xem ra định chơi cứng rồi. Tiểu tử này chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ không đáng sợ. Nhưng mà thiếu niên đằng sau này, mình lại không thể nào nhìn ra được cảnh giới của hắn. Đội trưởng, giao gia hỏa này lại cho ta đối phó là được. Cũng tốt. Ngươi thử xem thân thủ của hắn thế nào. Tiểu tử nhà ngươi đúng là không biết điều.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem chiêu đây. Gia hỏa này cũng chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ. Sức mạnh của tử hắc chi nhân cộng thêm kiểu uyên giản chắc là có lẽ không làm gì được hắn. Sao có thể? Sao có thể? Triệu Tiêu lại bị tiểu tử linh luân cảnh sơ kỳ một kích đánh bay. Không ngờ cậu cũng được đấy chứ. Chúng ta cùng nhau lên tóm lấy tiểu tử đó. Ai dám lên thì đừng trách ta đây đánh gãy chân các người. Khẩu khí lớn quá nhỉ. Ta lại muốn xem ngươi đánh gãy chân của bọn ta như thế nào. Chỉ dựa vào mấy viên đá đó mà cũng muốn đột phá đao trận của ta hay sao? Đầu gối của ta đau quá. Ta không đứng dậy được nữa. Chân ta gãy rồi. Sao? Có những viên đá đã bị đao trận của mình chặn lại rồi mà. Cái gì đá lại xuyên qua thân đao của mình? Thực lực của thiếu niên kia thật mạnh, vượt xa chúng ta. Còn tớ nữa không? Đáng hận, xem ra hôm nay không cướp lại được con tiểu thú kia rồi. Thiếu niên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Được, Lữ Mặc ta hôm nay nhận thua. Nhưng mà núi không chuyển thì nước không chuyển. Núi không chuyển thì nước chuyển. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta đi. Chúng ta cùng nhau mau chóng rời khỏi nơi này. Vạn nhất mấy tên đó gọi vài đội khác đến thì phiền phức lắm đây. Được. Đúng là đáng chết. Thực lực của tiểu tử đó quá mạnh. Vậy đội trưởng chúng ta phải làm sao đây? Đồ vô dụng, ngay cả một tên linh luân cảnh sơ kỳ cũng không thu thập được. Tiểu tử đó cũng không đơn giản, đặc biệt là vũ khí của hắn. Sức mạnh quá lớn, ta dùng hết sức cũng không thể nào cản được. Lai lịch của tiểu tử lợi hại đó chắc chắn là không đơn giản. Nghĩa là nhân vật xếp top 100 của linh nộ bảng. À, vậy đội trưởng, tiểu thú kia chúng ta có cướp nữa không? Phí lời. Muốn bắt Nữ Mặc ta nhận thua không thể nào. Chúng ta không làm gì được bọn chúng thì sẽ có người có thể đối phó với chúng. Ngày mai tung tin đồn, nói trong tay của hai người đó có dị bảo, giá trị mấy vạn linh châu, tự nhiên sẽ có người tìm bọn chúng gây phiền phức. Ta muốn ngày tháng sau này của bọn chúng không được yên ổn. Mấy vạn linh châu, chúng ta nửa năm cũng chỉ tích được có vài trăm viên thôi. Không hổ là đội trưởng, quá đông. Được rồi, ăn cơm thôi. Hai ngày nay, cứ dưỡng thương cho tốt đã. Vâng, đội trưởng, ai? Có người hay không, là kẻ nào? Ra đây đi. Vị bằng hữu nào ở đó, ra đây gặp mặt đi. Đừng như là con chuồn trốn nấp nấp nữa. Đám nhóc con các người bây giờ gan lớn thật đấy. Các người là ai? Đám nhóc con các người bây giờ gan lớn thật đấy. Hai tên này chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Các người không phải là người tham gia linh nộ. Các người tìm cơ hội trốn đi, ta giữ chân chúng. Đội trưởng, xem đao. Cái gì, chỉ dùng tay cũng cản được đao của ta? Không biết tự lượng sức mình. Đội trưởng, huynh không sao chứ? Các người không được tùy tiện ra tay. Hai người này tuyệt đối không phải là người chúng ta có thể ứng phó được. Cuối cùng đã hiểu rồi à? Vậy thì thành thực trả lời cho ông đây. Quả trứng bảy màu kia hiện giờ đang ở đâu? Cái này, nói thật không giấu được chúng đâu, đội trưởng. Trứng đã bị hai tiểu tử lấy rồi, hình như còn nở ra một tiểu thú. Mà ở phía sau kia, giờ các ngươi đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp. Vậy mà đã nở rồi à? Hai người đó giờ đang ở đâu? Thật sự đa tạ đã phối hợp. Vậy bọn ta có thể đi rồi chứ? Không vội. Ông còn tặng cho các ngươi một vài lễ vật. Lễ vật gì? Lễ vật chính là tư cách biến thành khôi lỗi. Không, đừng, cứu mạng. Mấy con viêm báo này trông thật là tuy vũ. Thật là uy vũ. Là món báo nướng. Chắc chắn là rất ngon. Cậu thật là cái gì cũng có thể liên tưởng đến chuyện ăn uống. Ấy. Muốn ăn các người đâu phải ta, cố lên. Bữa tối nay trông cả vào cậu đấy. Không còn cách nào khác. Nếu chúng đã tự dâng đến tận cửa, ta chỉ đằng cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Xử lý nguyên liệu nấu nướng. Trước tiên phải làm thịt rồi bắt đầu xử lý. Thịt vai phải đập cho mềm ra. Thịt cổ quá chắc.
thịt sẽ rất cứng. Ôi chao, quên mất vẫn còn một con, tốc độ nhanh quá. Móng vuốt cổ nó biến hóa rồi. Một chảo đã đánh ngã viêm báo lớn hơn mình nhiều như vậy, xem ra tiểu gia hỏa này thật sự là dị chủng. Tiểu gia hỏa, ngươi giỏi thật, ta thấy ngươi có cả một thân man lực đấy. Sau này gọi ngươi là tiểu man nhé. Được rồi. Lại được thêm hơn 20 viên linh châu, nào chúng ta mỗi người một nửa. Ồ, linh nộ này lớn thật đấy. Chúng ta đi hơn nửa tháng rồi, ngay cả 1/3 ngoại lộ vẫn còn chưa đi hết. Cô có nghe thấy ta nói hay không? Chúng ta không phải tới dạo chơi hay sao, thật là... Đám người này vẫn chưa chịu buông tha. Lỗ Mặc, các người thật là phiền phức. Nếu như các người đã như vậy, đừng trách bọn ta không khách khí. Không phải chứ, vừa rồi ta đã nhẹ tay với bọn chúng. Nhưng bọn chúng hầu như không cảm giác đau đớn gì. Không phải trong người của bọn chúng có độc hay sao? Kẻ nào, kẻ lấy như là xác chết. Bọn chúng đuổi tới nơi rồi. Lần này ta không nhẹ tay với các ngươi nữa. Sao thế, bọn chúng bỏ cuộc rồi? Bọn chúng làm sao thế? Có người trốn trong chỗ tối. Hắn ẩn thân và hơi thở trong chỗ tối quan sát, khả năng không tầm thường. Này này, ngươi trèo lên cao như thế làm gì vậy? Bọn chúng lại phát điên rồi, mau ngăn chúng lại. Hắn trọng thương rồi, giao cho ngươi đó. Hả? Hắn là cao thủ thần phách cảnh. Hắn sắp không trụ được nữa rồi, cơ hội cho ngươi rèn luyện đó. Mặc kệ cảnh giới cao thấp, ta phải luyện tập, không thể nào chuyện gì cũng ỷ lại vào hắn. Lực đạo mạnh quá. Mặc dù hắn bị thương nặng vẫn khỏe mạnh quá, chỉ sợ trạng thái quỷ dị của hắn mới sử dụng sức mạnh bất thường như vậy. Nếu tiếp tục, ta sắp không đỡ nổi rồi. Nguy rồi. Khương Dịch Niên. Tiểu Man, ngươi đỡ một trưởng thay ta ở. Tiểu Man, ngươi không sao chứ? Tiểu Man, đều tại ta không tốt. Tiểu Man, đáng ghét. Hắn dám làm hại Tiểu Man. Đó là sức mạnh gì vậy? Đồ điên, mau đi ngủ cho ta. Đừng có giả điên với ta. Cái gì đó là... Mau cút ra đây cho ta. Chạy nhanh lắm, xem ra không tầm thường. Tiểu Man. Đây là khu vực bên ngoài linh lộ phải không? Nơi này thật sự có nham linh thú cực phẩm ư? Chắc chắn là không nhầm, khu vực này ở trên bản đồ có ký hiệu nham linh thú. Còn chờ gì nữa, mau tìm đi. Tối nay chúng ta ăn món nham linh thú nhồi đất hả? Không biết đại sư huynh đang ở đâu, sư phụ và mối thù kỳ giáo chỉ giáo bao giờ mới trả được. Đáng ghét. Kia à, ta đã thăng lên cấp linh luân cảnh. Lòng bàn tay có một luồng năng lực hoàn toàn hòa nhập vào linh lực bên trong cơ thể của ta, vì thế mới khiến cho linh lực của ta được thăng cấp. Cảm ơn. Ủa, mềm quá. Này, ngươi làm gì thế? Ta còn hỏi ngươi làm gì đấy, tự nhiên động chân động tay làm gì? Chỉ là nắm tay thôi mà, ngươi đâu phải là nữ nhân. Thật mất mặt. Đó là tay nam nhân. Sao ta lại có cảm giác không muốn bỏ ra, biến thái quá. Ta không muốn nắm tay nam nhân, buồn nôn quá. Lần sau chú ý một chút, nếu không ta sẽ tẩn ngươi đó. Được thôi, không động vào ngươi nữa. Lần này chắc chắn là không sai. Ta bỏ ra rất nhiều tiền mua tin tình báo. Trên tấm bản đồ này có chú thích địa điểm nham linh thú xuất hiện. Nó còn chi tiết hơn bản đồ thương khung cung phát cho mọi người. Bây giờ người của Qua Bích đều đang hướng về đó. Cho dù chúng ta tới đó chưa chắc nào được gì, chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Nham linh thú. Các ngươi đang nói gì thế? Nham linh thú. Một thiếu niên xuất trần tuấn mỹ, vừa nhìn đã biết tiểu tử này là một công tử ca không màng thế tục. Rất là hợp với ta. Trên người chắc chắn là có không ít bảo bối. Nếu ta cho hắn khác gì hủy hoại danh tiếng cẩm linh tặc của ta.
dựa vào ngươi, công tử ca mặt mũi non trượt cũng đòi đánh nhăm linh thú. Mau giao hết bảo bối trên người ra đây, nếu không. Nếu không thì sao? Tiểu gia tha mạng. Giang Huỳnh, mau đưa bản đồ bảo toàn tính mạng trước. Đây là bản đồ chi tiết địa điểm xuất hiện nham linh thú. Chúng ta mới có được tình báo. Ở quỷ nham cốc cách đây, 10 dặm phát hiện ra một con nham linh thú. Đây không phải là đen ăn đen hay sao? Không đắc tội được, không đắc tội được. Mau đi thôi, tới muộn không chừng bữa tối cũng bị người khác cướp. Được được. Thì ra nham linh thú nào bữa tối?